ra tín hiệu là xe không nổ máy. Và như vậy là cơ hội chiến thắng đã không đến với các bạn đội màu đỏ. Rất đáng tiếc cho đội màu đỏ. Bây giờ sẽ là chiếc phong bì có chứa chìa khóa đúng của đội màu đỏ. Đó chính là số 5 cho các bạn. Cơ hội chiến thắng ngày hôm nay đã thuộc về các bạn đội màu xanh dương. Xin chúc mừng các bạn. Nào chúng ta sẽ cùng nổ máy. Cơ hội đã quay lại với các bạn và chiến thắng đã đem các bạn đến với chữ lịch ngay trên đường tay của chương trình. Xin chúc mừng. Tất cả chúng ta hãy sẵn sàng và đi du lịch ngay trong đêm nay. Cảm giác các bạn khi mà xe chuyển bánh thế nào ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, đội giành được chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay đó chính là các bạn đội màu xanh dương. Các bạn mặc dù không tìm ra được chiếc chìa khóa đúng trong 4 chiếc chìa khóa, tuy nhiên cơ hội chiến thắng vẫn đến được với các bạn. Và đó chính là chuyến du lịch ngay trong đêm nay. Hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ có được một chuyến du lịch vui vẻ vào đêm nay. Xin chúc mừng. Thưa quý vị và các bạn, đến lúc chúng tôi nói lời tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các số tiếp theo của chương trình Hành Khách Cuối Cùng. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.